Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh Di Động Hồi Phúc của mình nha. Buổi sáng hôm nay thì mình đến với anh em được 7-8 máy thôi anh em. Máy này khan hàng quá, mình cũng không có được nhiều hàng nha. Nguồn hàng máy nữa phong phú lại thì nó sẽ ok hơn cho anh em ha. Thì đầu tiên mình xin phép giới thiệu anh con tới anh em mình còn còn sót lại một em Xiaomi RAM 3 nè anh em. Xiaomi 6A nha. RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.45 inch, pin 3000. Thì máy ngoại hình nó tầm 97% trở lên nha anh em, kính có xước lông mèo nhẹ nha. Đó, có dòng vít xước nhẹ nhàng thôi, không có đáng kể gì mấy. Con này thì chụp hình thì ok được, chấp nhận được anh em, chụp đẹp lắm. Wi-Fi thì quá ok luôn, chuẩn chỉnh. Đó, nó sớm nên là wifi nó còn ít người bật nên nó không có được nhiều nha anh em. Rồi, máy này thì mình cũng bán trên kênh mình rất là nhiều rồi nha anh em. Về được đợt này còn sót lại có một máy thôi. Bữa trước là cái lô mười mấy mình đã bán hết rồi hả. Đây, RAM 3 bộ nhớ 32 GB, Xiaomi 6A. Thì giá nó dịch thì nay giá nó vẫn có tăng anh em à. Giá có xu hướng lên nha, nhưng mình vẫn bán giá cũ cho anh em thôi, 1430 nha. Vẫn bán giá cũ cho anh em. Tại vì mình tăng giá nó cũng kỳ, kẹt lắm. Mình nhập hàng về đợt này nó tăng một cái máy bình quân là 50-60 ngàn coi anh em. Mình vẫn tính anh em giá 1430. Ok, mình còn một máy thôi. Anh em nào chốt thôi, sớm thì gọi cho mình nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356. Đó, mình hoặc vợ mình bật máy ha. Chủ yếu. Rồi mấy đứa nó gói hàng để nó xong. Nên anh em cứ chốt hàng cứ bên mình là cái quy định là mua máy là anh em cọc trước cho mình thế cao 50k nha anh em. Viettel 50k. Sau đó nhắn anh em giùm mình cái họ tên và địa chỉ ha. Thì mình sẽ ship hàng. Mình sẽ ship toàn quốc nha anh em. Mình nhận ship code toàn quốc đó, anh em chỉ cọc 50 ngàn thôi là mình ship máy, tiền 50 ngàn chẳng qua là tiền vận chuyển thôi anh em, cũng chả có gì ha. Đó, thì toàn quốc khu vực Bắc Trung Nam mình ship hết nha anh em. Rồi ok ha. Rồi tiếp theo giới thiệu anh em tiếp một con Oppo F1 V kép này anh em, dòng này hay xuất hiện trong kênh mình nha, dòng này hay hay xuất hiện. Máy này thay vỏ rồi nha anh em, vỏ đã thay, kính này đẹp nha, màn hình này là màn hình riêng của nó nha anh em. Đó, rất sáng đẹp. Test camera coi. Rồi rõ đẹp nha anh em. Ok ha, rõ đẹp. Con này RAM 3 bộ nhớ 16 nha anh em, RAM 3 GB. Bộ nhớ 16 GB. Đó, màn hình 5 inch thôi. Con này giá nhanh gọn nha anh em là 1 triệu rưỡi nha anh em. Bao ship kèm sạc cho anh em nha, giá 1,5 triệu, máy đẹp ke ha. Rồi, xót vô một cái màn hình máy tính bảng. Lạc vô một em máy tính bảng Samsung. Máy tính bảng Samsung. Ngoại hình vỏ xấu xấu, không đẹp nha anh em. Xước, trời xước. Đó, Tab A6 Samsung. Màn hình 7 inch. Cái này, con này thì anh em lên mạng xem YouTube với lại giải trí thì ok nha. Đó, Wi-Fi rồi bác ok hết. Có cái giới thiệu máy rồi. Thông tin. T285. Tab A 2016. Tab A. Con này bán nha anh em giá nhanh gọn nhẹ luôn nha, 1 triệu 3 nha anh em, 1 triệu 3 thôi anh em, bao ship kèm sạc cho anh em nha, giá 1,3 triệu. Ok nha, anh em nào cần thì hú mình nha, giá 1 triệu 3 nha, bao ship kèm sạc một máy thôi anh em. Máy còn kính cũng rất là đẹp, chỉ có xước cái lưng thôi. Rồi tiếp theo là con máy tính bảng iPad 2 anh em. iPad 2 có sim nha, bản 3G nha, bản có sim anh em, chọt cái cây sim lấy thì bỏ sim vào là lên mạng bình thường thôi. Bản 16 GB. Máy riêng đẹp màu trắng. Ok nha anh em. Máy riêng đẹp màu trắng này. Đó. Nhìn thấy rất sáng đẹp. Camera bỏ nha anh em, chụp hình không đẹp nha. Chứ nha, mình có bán một chị rồi. Một chị kia chỉ về chụp hình chị nói hột dữ quá xấu, biểu đổi mới khác cho mình được. Nhưng thực sự là mình đổi về thì cũng cái cây cây nào cũng giống nhau hết, chụp hình không đẹp nha. Mình không bao mấy cái máy ảnh mấy cái ảnh của mấy bạn đâu nha. Chụp hình gọi là thôi, cho nó có thôi anh em chứ không có đẹp nha. Rồi, wifi wifi ok. Bản 3G có sim. Đó, wifi YouTube của mình tải về sẵn hết rồi nha, anh em chỉ việc vô xài thôi. YouTube, Zalo. Rồi, cái con này máy đẹp keng tầm 98-99 nha anh em. Hiện tại giá máy tính bảng đang tăng rất cao. Nhưng mình vẫn tính giá cũ cho anh em, giá 1950. 1950, con này bao ship. Bao ship kèm sạc cho anh em ha, bao ship kèm sạc từ 1950.
Nhưng mà anh em cái này mình có bán bao da này nha. Anh em nào muốn mua bao da thì kèm thêm 120.000 này nha. 120k kèm bao da. Còn máy không thì 1950. Ok nha anh em. Mình có hai máy này, hai cái máy thì ngoại hình đẹp y chang luôn, mà một đen con một trắng. Mình còn một con một đen con một trắng. Kính nói chung cũng có xước em, máy riêng thì nói chung nó cũng có xước lông mèo nhẹ nhẹ, anh em bỏ qua nha. Xước chắc chắn là phải có xảy ra đâu, không thể nào mà không xước được. Nhưng mà không đáng kể. Đó, máy này anh em. Màn hình 9:7 nha. Tab 2 này màn hình 9:7. Rất rộng. Rất rộng lớn. Giải trí là rất ok luôn. Đó, nó rất to nè anh em thấy không? Bự kinh luôn. Xài rất là ok. Bạn này bạn sim luôn nha anh em. Bạn có sim luôn nha. Giá vẫn ngang nhau nha, 1950 bao ship cho anh em. Ok. Tiếp theo là mình giới thiệu anh em một con iPad 4, mình còn một máy máy duy nhất thôi. iPad 4 nha anh em, thì cái cổng sạc nó nhỏ xíu xíu này anh thấy không? Cổng sạc nó này, cổng sạc iPad 2 này. Đó, iPad 2 này. iPad 4 nó là cải tiến nha, còn nhỏ xíu như dòng iPhone 5 trở lên ha. iPad 4 thì bản của mình là bản 3G có SIM luôn nha anh em. Đó, bản có SIM nha anh em. Ok, máy đẹp keng nha, nguyên riêng đẹp keng, 98-99% hết chứ không có cái nào xấu đó. Chụp hình thì không có đẹp, chụp hình thì xấu thôi, mấy con này hoặc mì bắt gốm đó, nhưng mà nhìn cũng được. Con này chụp hình iPad 4 trở lên thì hình như chụp hình có vẻ đẹp, gọi là thôi, mình cũng không dám bao dù chụp hình iPad này nó không có đẹp mấy. Đó, wifi với lại chụp hình ok nha anh em, máy đẹp nha, kính xước sát rất là nhẹ. iPad 4 giá là mình sẽ tính anh em bữa nay cái giá nó là 2,9 triệu nha anh em. iPad 4 này máy đẹp cỡ này thì giá 2,9 triệu nha, bao ship kèm sạc cho anh em ha. Anh em nào mua bao da thì thêm 120.000 nữa. Và mình đợt này sót lại cho anh em, mình mới vừa được hai con iPhone 7 ngoại hình tầm 98-99. Con này thì hơi xước camera xíu, xước cái viền tí thôi. Còn đánh giá 97 cho nhanh này. Máy zin nha anh em. Máy zin. Mấy con này pin mình coi thôi, 85 hay 83 gì. 32 GB nha anh em. iPhone 7 Plus đen. 7 Plus đen 32 GB. Pin của nó này 84 nha anh em. 83 84 thì con kia 83 rồi. Đó. Pin mỏng thì cũng còn ok. Camera thứ nhất, camera iPhone thì quá là ok, mà nhất là iPhone 7 thì quá đẹp luôn. Kính có sức lông mèo cực nhẹ nha anh em, sức lông mèo cực nhẹ ha. Con này pin cái tám mấy, con này 80 80 anh em ơi, pin 80, pin 80 80 thì mình sẽ bán nha anh em con này rẻ tí ha. Pin 80 thì mình tính anh em con này là 5 triệu 7, mình bán nhanh gọn cho anh em nha. 5 triệu 7 nha, con pin 80 này. Đó, mình không bao pin cái này. Thì con nào mà pin 80% này là giá 5 triệu 7 này. Còn cái con 84 kia là mình tính 5 triệu 9 nha anh em. Đó, giá 5 triệu 9 mới được, chứ giá kia thì bó tay rồi. Đó, anh em à. Con này mình tính em giá là 5 triệu 7 này. 5 triệu 7 nha. Máy cũng đẹp đi cha hết, pin yếu hơn tí thôi. Pin con này 84. Con này là giá 5 triệu 9 nha anh em. Con 59 con 57. Rồi ok. Đó, anh em cứ coi đi ha. Còn vân tay vân chân thì đầy đủ nha anh em. Máy full chức năng nha, không có cái vụ mà trục trặc bên phần mềm nha. Phần mềm phần cứng từ máy con này là mình đã test vừa hết rồi, máy nguyên zin hết. Đó, vân tay test rất là ok. Coi thử coi. Nên coi cấu hình anh em coi này. 32 GB nha anh em. Máy 32 GB nha, máy quốc tế nha, máy quốc tế không máy lock nha. Máy lock là mình nói máy lock nha, máy full chức năng từ đầu tới đuôi. Đó, kính anh em coi này. Đẹp keng nha, không có trời, đã dính bụi thôi anh em. Đó, lưng này. Con này anh em nào lấy thì mình tính 5 triệu 7 thôi. Nhanh gọn nhẹ thôi. Con này có lưng quay. Đó, lưng nói chung lưng con nào cũng đẹp hết nha anh em. Ok nha. Con này thì 59 nha anh em. Con này 5 triệu 9. Hai máy. Rồi ok, clip này chắc mình xin tạm dừng tại đây đi. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha.
Chúc anh em có một buổi sáng làm việc thành công tốt đẹp ha. Rồi, thân ái chào anh em.